Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kim Toyota. Thì hôm nay tôi muốn giới thiệu quý vị một mẫu xe mà tôi thẩm định và cũng tiến hành thu về, cái mẫu xe Toyota VSG đời 2018 mang bảng số tại thành phố Hồ Chí Minh, chạy số km là khoảng cỡ 48.000 km. Và mẫu xe này thì đang được trưng bày tại khu vực trưng bày xe cũ của Toyota Tân Cảng đây. VSG là phiên bản cao cấp nhất của dòng VS phân phối tại thị trường Việt Nam, và đây là phiên bản 2018 nữa, chạy chỉ có 48.000 km thôi. Xe thì ở cái chất lượng xe thì ở tình trạng hoàn hảo, xe đã được kiểm tra qua 176 hạng mục để cam kết quý vị xe không bị tai nạn, không ngập nước. Thì hôm nay tôi xin mời quý vị khám phá chi tiết về mẫu xe này, một mẫu xe mà trong tháng 8 2020 này đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá là 520 triệu đồng. Mời quý vị quan tâm tới mẫu xe này cứ ghé Toyota Tân Cảng xem xe đi. Còn những cái mẫu xe tại Toyota Tân Cảng trong tháng 8 này á, thì giá cả sẽ được rất là linh động và hỗ trợ quý vị cái giá tốt nhất. Thì nếu được thì mời quý vị cứ xem xe, còn giá cả thì chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng tôi khám phá chi tiết về mẫu xe Toyota VSG đời 2018 tại Toyota Tân Cảng. Xin mời quý vị. Đây là em nói đây. Đó. Khi cái mẫu xe này mà chúng tôi tiến hành thẩm định để đem xe về á, thì phải nói là xe này là ở trạng thái rất là hoàn hảo quý vị ha. Trên xe, xe sử dụng ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà chỉ có một số vết dăm dăm nhỏ nhỏ ở cái cản sau thôi, thì chúng tôi tiến hành sơn lại thôi. Và sau đó thì làm đẹp theo công nghệ Maruguri. Còn quý vị có thể nhìn thấy tổng thể nè. Đây đó. Tôi cam kết quý vị, đây là một mẫu xe quý vị có thể sở hữu, một mẫu xe mà chất lượng còn rất là đảm bảo quý vị. Nè quý vị nè, thấy là nước sơn không? Những cái đường dập nổi này, nắp capo nè, rồi sự liên lạc giữa cái capo nè, cái về, cái cản trước là cái hệ thống đèn trước nè. Đó. Đèn halogen quý vị ha. Rồi. Cụm đèn thì chắc chắn 2018 thì nó còn rất là sáng rồi. Ở dưới có đèn led sương mù ban ngày nè. Quý vị hay gọi là led ban ngày á. Đó. Tổng thể phía trước nè. Đây, còn đây là tổng thể của cái xe VS này đây. À, 2018 tới giờ nhưng mà nhìn xe còn rất là mượt mà nha quý vị. Đây, những bộ lốp này thì rãnh lốp còn rất là sâu. Quý vị sử dụng xe VS này thì phải nói là một chặng đường rất là dài nữa thì quý vị mới thay những cái bộ lốp này. Mâm xe thì không có hề trầy xước nào đâu nha quý vị. Đây, quý vị thấy nè, cái đường dập nổi từ phía trước ra phía sau nè. Đó, quý vị thấy không, rất là phẳng phiu ha. Và quý vị thấy không, giữa các chi tiết nó đều tăm tắp với nhau nè. Đó, nước sơn còn rất là bóng. Hệ thống mâm lốp phía sau nè, lốp nè. Đó. Tổng thể từ phía sau tới đây quý vị. Quý vị thấy không? Rất ổn rồi quý vị. Đây. Ở phía sau đây. Đó, ký hiệu chữ VSG này, chữ G này quý vị ha. Đây là hệ thống camera xe này. Xe này thì mang bản số tại thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Xe đứng tên cá nhân. Đây. Đó. Thấy không? Phía bên hông trái nè, chất lượng nước sơn còn rất là đẹp nè. Đó. Những cái cụm đèn, cái cản nè, cái vè nè, quý vị thấy không, nó rất là đồng bộ với nhau. Đó. Ở đây nè, có bộ mâm lốp sau nè. Đó. Rồi nước sơn nè. Đó. Xe này thì sử dụng chìa khóa thông minh quý vị, những cái thế hệ sau này thì sử dụng chìa khóa thông minh hết. Đây, chúng ta vào bên trong nội thất của xe. Đây, đầu tiên là bảng tắp bi cửa đây. Đó. Tiếp theo những cái bộ ghế da này. Nội thất bên trong là chủ đạo là màu kem nên nhìn xe còn rất là sạch sẽ luôn quý vị. Đây, có đầu DVD nè. Đó. Quý vị thấy không? Có tần số nè. Nói chung là mọi thứ còn y như nguyên bản hết. Ở trên thì đã có bọc trần luôn rồi. Ghế thứ hai nè, đó, quý vị thấy không? Không gian trong xe nói chung là VS, tuy là phân khúc hạng B nhưng mà ngồi trong xe nó rất là thoáng nha quý vị. Đây, đó. Bây giờ tôi mời quý vị đi xe ra phía trước để xem cái phần động cơ của mẫu xe này như thế nào. Xin mời quý vị. Đây là tổng thể khoang động cơ đây quý vị, đã được làm đẹp theo công nghệ Maruguri. Đây, quý vị nhìn thấy không? Tổng thể khoang động cơ này phải nói là rất là sạch sẽ. Đó. Còn mới hơn có khoang động cơ của xe mới nha quý vị. Đây,
vì thế này, những cái đường keo chỉ này của xe còn y hết ha. Đó, quý vị thấy không? Cam kết không tai nạn, không ngập nước, và hơn nữa thì xe này tới bảo hành tới 2021. Nên quý vị cứ yên tâm. Thì như tôi báo quý vị á, mẫu xe Toyota Vios G 2018 này đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá là 520 triệu đồng. Mời quý vị quan tâm tới mẫu xe này, vui lòng ghé trực tiếp Toyota Tân Cảng gặp Khiêm hoặc là gọi trực tiếp hotline để tôi có thể tư vấn cũng như là hỗ trợ quý vị tốt nhất. Và về giá cả thì như tôi nói á, tại Toyota Tân Cảng trong thời điểm này thì giá cả rất là ưu ải nha quý vị. Và bây giờ cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào.